Hello, xin chào các bạn. Trên đây mình đang làm một cái dòng sản phẩm USB Wi-Fi của thương hiệu Totolink với cái modem là N150UA. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập cái USB Wi-Fi này, có thể là sử dụng cho những thiết bị không có cạc Wi-Fi giống như là laptop cạc Wi-Fi bị hư hay là những cái máy để bàn ha. Thì cách sử dụng cũng khá đơn giản thôi. Đây là cái hộp bên ngoài của sản phẩm ha. Nó có những thông số thì các bạn có thể là đọc những thông số này sau. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập cái này. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái hộp ra. Rồi, ở trong cái hộp thì chúng ta sẽ có một cái đĩa driver của cái thiết bị USB Wi-Fi này ha. Rồi, một cái hướng dẫn sử dụng nè. Đó, đây là hướng dẫn sử dụng. Rồi, một cái USB Wi-Fi của chúng ta. Rồi, một cái thiết bị để các bạn có thể là cắm thêm để nối thêm cái chiều dài để có thể các bạn đặt những cái vị trí phù hợp trong nhà chúng ta. Với một cái row anten dành cho cái USB Wi-Fi. Thì cách thiết lập rất đơn giản thôi. Ở đây nó có cái nắp để đậy cái anten này, các bạn tháo ra. Sau đó là chỉ cần gắn cái này vào. Đó. Xoay theo chiều kim đồng hồ. Thì cây này có thể là giúp chúng ta thế là quay điều chỉnh đây cái hướng phát wifi khác nhau. Còn cái này là sợi dây để chúng ta nối thêm này, các bạn có thể đặt những cái vị trí nào đó thuận tiện cho chúng ta thôi. Ở đây nó sẽ có một cái nắp nè, các bạn sẽ gỡ cái nắp này ra, cắm trực tiếp lên đây. Đó, rồi cái dây này á, sẽ cắm lên trên laptop hoặc là máy bàn tùy các bạn ha. Còn nếu mà các bạn muốn không cần rùm ra thì các bạn có thể là cắm trực tiếp cái đầu này vào trên cái máy tính luôn. Ở đây hiện tại thì mình có một cái laptop ha, bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ cắm cái này vào. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là mình đã cắm xong rồi ha. Trên đây nó có cái đèn nè. Đó, bạn sẽ thấy cái đèn ở đây ha. Rồi, ở đây thì mình đang sử dụng laptop ha. Và cái laptop của mình thì mình đã ngắt cái cạc wifi ở trên laptop rồi. Thì các bạn thấy là mình bấm lên biểu tượng hình quả địa cầu thì nó không có cái sóng wifi gì hết. Mình sẽ test bằng cái này. Thì nếu mà laptop hoặc là mấy bạn bạn nào mà có cái ổ đĩa đọc được á, thì các bạn sẽ gắn cái bỏ cái đĩa này vào, các bạn sẽ copy hoặc là chạy cái driver của cái USB wifi này. Còn nếu mà không có hay là các bạn chỉ có chuẩn bị trước á, thì các bạn có thể là vào ở trên trang chủ đây, cái trang này ha, download.totolink.vn/usb. Các bạn có thể là tải cái phần mềm này về. Thì cái dung lượng phần mềm này nó khoảng là 400 mấy mê, nó bao gồm tất cả các loại USB đây. Còn đây thì mình đã có rồi. Đây, mình đã có rồi ha. Mình tải xuống rồi, các bạn có thể là tải về và sử dụng ha, trước khi cài đặt. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn có thể là sử dụng cái đĩa này. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy ha, mình sẽ mở cái cạc wifi lên. Rồi. Chọn lên đây. Các bạn thấy là cạc wifi của máy tính của mình disable rồi, đây là cạc LAN. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vào rồi, mình sẽ cài cái này. Mở cái file này lên, chọn Auto Run. Thì khi mà các bạn chạy cái file này á, thì nó sẽ có cái modem cho các bạn chọn nè. Các bạn sẽ chọn đúng với cái USB của mình ha. Đây là N150UA nè, mình chọn vào đây. Sau các bạn sẽ chọn Install. Thì đối với phần mềm này các bạn để nó tự cài ha, chọn Yes. Rồi, đây, chọn đồng ý với cái điều khoản. Rồi, driver và cái phần mềm quản lý luôn. Ở đây là chỉ driver không thôi. Thì các bạn có thể là chọn cái phần mềm quản lý luôn bằng cách chọn ở trên cũng được. Còn nếu mà không thì các bạn sẽ chọn ở dưới. Rồi, chọn install này nó cài đặt. Ở máy bàn thì nó cũng giống như laptop các bạn ha, cắm vào thôi và thiết lập driver là được. Đó, bây giờ các bạn thấy là nó sẽ xuất hiện cái wifi 3 là cái USB của mình á. Các bạn đợi cho nó cài xong ha. Rồi xong. Rồi các bạn nó hỏi là có restart hay không. Nếu các bạn muốn thì chọn, còn nếu không muốn thì chọn bỏ qua. Restart lần sau thì các bạn bấm lên đây.
Đó, như vậy là nó đã dò được những cái chạm wifi rồi ha. Đó, đây, bây giờ mình thử rút ra ha. Các bạn sẽ thấy nó bị mất cái này. Đó, bây giờ mình cắm vào lại thì nó xuất hiện lên. Rồi, các bạn sẽ bấm đây kết nối ha. Và đây là cái phần mềm để quản lý nè. Thì ở đây các bạn phải kết nối mạng wifi để sẽ hiện lên thông số. Ở đây mình kết nối mạng wifi ha. Rồi chọn net. Rồi nó sẽ hiện lên đây. À, kết nối vòng tốc độ nè và địa chỉ IP nè. Đó. Thì các bạn có thể là vào đây tùy chỉnh. Vậy thì mình phải hướng dẫn các bạn cách thiết lập thành công cái USB Wi-Fi của Totolink ha, với cái modem là N150UA và cái này là cái thiết bị để nối dài ra thôi. Test thì các bạn thử luôn. Cắm vào đây. Sau đó cắm USB này vào. Đó thì nó vẫn hiện lên bình thường các bạn nha. Đó. Vậy là xong. Chỉ cần chúng ta cài đặt driver và các bạn có thể là tải driver từ đường link này hoặc là sử dụng cái đĩa này ha, tùy các bạn ha. Còn đường link này thì mình sẽ cung cấp dưới phần mô tả video. Rồi như vậy là xong. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.